Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tá Đỗ Thân ghi. Giọng đọc: Hải Yến. Số 37. Mỗi đêm đào công sự là một cuộc chiến đấu thực sự. Địch cho pháo binh, máy bay đánh phá. Ở từng vị trí, địch dùng hỏa lực bản thân bắn ra quyết liệt. Cho đến đêm thứ tư, khi chúng tôi đào tuyến xuất phát xung phong thì chỉ cách đồi E không đầy 100 mét. Tiểu đoàn 154, trung đoàn 209 vừa triển khai đội hình như mọi đêm định đào tiếp thì tiểu đội đi đầu vấp phải mìn cóc bật lên, sát thương gần hết. Thì ra, trong khi phản kích, địch lợi dụng lúc quân ta mải lo đánh phản kích đã cho công binh bí mật giải mìn. Từ lần vấp này, anh em có sáng kiến dùng gậy tải thương nối lại thành cái xào dài khua cho mìn nổ hết rồi mới tiếp tục đào. Trong vòng 10 ngày, quân ta đã đào trên 100 km hào giao thông, hào chiến đấu cùng hàng vạn công sự các kiểu. Các cỡ hỏa lực của ta đưa lên trước bắn rất hiệu quả. Vòng vây Điện Biên Phủ thắt chặt, lực lượng ta có thể cơ động ban ngày quanh vòng vây đó. Hỏa lực pháo binh, máy bay địch bị hạn chế. Bị uy hiếp mạnh, máy bay địch phải hạ cánh ban đêm. Đến ngày 27 tháng 3 thì không thể hạ cánh được nữa. Địch chỉ còn cách duy nhất là thả dù. Nhưng vòng vây ta siết chặt, nhiều dù đã lọt vào trận địa ta. Một cuộc tranh đoạt dù đầy hào hứng đã diễn ra trên vòng vây mới. Đợt hai chiến dịch bắt đầu ngày 30 tháng 3 năm 1954. Nhiệm vụ trong đợt này là tiêu diệt 5 điểm cao phòng ngự phía đông Mường Thanh. Đây là dãy điểm cao khống chế toàn bộ khu lòng chảo, là khu then chốt phòng ngự của địch. Mất khu này sẽ mất Điện Biên Phủ. Đặc điểm của đợt này là cả 5 đại đoàn tham gia tiến công một loạt cứ điểm có công sự kiên cố của địch. Đại đoàn 312 được phối thuộc 2 đại đội pháo 75, 2 đại đội cối 120, 1 đại đội cối 82 có nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm đồi 4, đồi D1, D2, vị trí pháo ở 210 và các tiểu đoàn dù ngụy số 5 hoặc một bộ phận tiểu đoàn dù 6 thuộc địa đóng ở đó. Sau khi tiêu diệt xong, để lại một bộ phận nhỏ binh lực tăng cường hỏa lực, cải tạo công sự, chiếm giữ trận địa không cho địch chiếm lại, đồng thời tổ chức ngay những trận địa hỏa lực để khống chế và sát thương quân địch ở Mường Thanh. Đại đoàn 316 thiếu một trung đoàn, được phối thuộc 2 đại đội pháo 75, 1 đại đội cối 120, 2 trung đội cối 82 tiêu diệt các cứ điểm 301, 302, 304, tức A1, C1, C2. Sau khi tiêu diệt xong quân địch, để lại một bộ phận nhỏ binh lực chiếm giữ trận địa, không cho địch phản kích chiếm lại, đồng thời tổ chức ngay những trận địa hỏa lực khống chế để sát thương quân địch ở Mường Thanh. Đại đoàn 308 có nhiệm vụ tiêu diệt khu vực tung thâm của địch gồm tiểu đoàn Thái số 2 và vị trí pháo địch ở đó, phối hợp cùng trung đoàn 98 tiêu diệt tiểu đoàn dù thuộc địa số 6, dùng hỏa lực kiềm chế pháo địch ở Tây Mường Thanh và dùng bộ phận nhỏ dương công tích cực các cứ điểm 106 và 310. Đại đoàn 304 được phối thuộc tiểu đoàn 888, đại đoàn 316, một đại đội pháo 105, một đại đội cối 120, 4 khẩu cối 82 và 12 khẩu 12 ly 8. Tổ chức kiềm chế đắc lực pháo địch ở Hồng Cúm, chặn quân tiếp viện từ Hồng Cúm lên Mường Thanh, đồng thời tiêu hao quân địch nhảy dù xung quanh và phía nam Hồng Cúm. Đại đoàn 351 trực tiếp yểm hộ cho bộ binh tiến công các cứ điểm 301, 302, 201, 202, chế áp pháo binh địch, sát thương và tiêu diệt một bộ phận lực lượng cơ động của địch ở trung tâm phía đông Mường Thanh và kiềm chế pháo địch. Chấp hành mệnh lệnh trên, đại đoàn 312 phân công trung đoàn 209 tiến công tiêu diệt đồi D1.
Sau 2 giờ chiến đấu, các chiến sĩ 209 đã tiêu diệt gọn sở chỉ huy tiểu đoàn 3 trung đoàn Algeria. Thừa thắng, trung đoàn trưởng cho tiểu đoàn 103 tiến công sang đồi D2. Trận đánh D2 kéo dài đến gần sáng, địch hốt hoảng bỏ chạy vào Mường Thanh. Trung đoàn 141 tiến công đồi 3. Sau 1 giờ 30 phút, trung đoàn đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn 3 trung đoàn Algeria. Ở hướng đại đoàn 316, được 30 viên đạn lựu pháo yểm hộ. Sau 20 phút, trung đoàn 98 đã chiếm được 2/3 cứ điểm. Đại đội chủ công đã đánh chiếm được khu cột cờ, mỏm cao nhất của cứ điểm. Quân địch tổ chức 3 đợt phản kích nhưng đều bị thất bại. Thừa thắng, quân ta phát triển tiến công, chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, đồng thời nhanh chóng chọc thẳng vào sở chỉ huy cứ điểm. Sau 45 phút, trung đoàn 98 đã tiêu diệt gọn quân địch ở C1, chiếm lĩnh cứ điểm, bắt sống 140 tên thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn Maroc số 4. Riêng trận đánh trên đồi A1 khá gay go quyết liệt. Đây là đồn Pháp cũ được Nhật củng cố. Sau khi nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ, quân Pháp lợi dụng những nền nhà cũ tổ chức thành điểm tựa khá vững chắc, có đường hầm và giao thông ngầm liên lạc với A2. Trung đoàn 174 đánh chiếm từ chiều 30 đến 31 tháng 3 mới chiếm được 2/3 vị trí địch. Tối ngày 31 tháng 3, trung đoàn 102 đại đoàn 308 và một bộ phận của trung đoàn 174 lại tiến công lần thứ hai. Địch dựa vào thế cao liên tục phản kích. Cuộc chiến đấu kéo dài đến sáng ngày 1 tháng 4, ta chiếm được 2/3 cứ điểm nhưng không phát triển được, phải dừng lại. Đêm 1 tháng 4, ta lại tiến công nhưng không thành công. Cùng với mũi tiến công chính diện, đại đoàn tổ chức tiểu đoàn 11 trung đoàn 141 và tiểu đoàn 115 trung đoàn 165 làm nhiệm vụ thọc sâu. Theo kế hoạch, các mũi thọc sâu có nhiệm vụ tiêu diệt trận địa pháo địch ở cứ điểm 210 và các tiểu đoàn dù ngụy. Bước 1, tiểu đoàn 11 và tiểu đoàn 115 hợp điểm ở cứ điểm 210. Bước 2, cả 3 tiểu đoàn, thêm tiểu đoàn 54 trung đoàn 102, hợp điểm ở ngã ba đường 41 đi qua cầu sắt Mường Thanh. Hai tiểu đoàn 54 và 115 đã luồn sâu qua nơi tiếp giáp giữa hai cứ điểm C1 và D2 tiến vào khu đông. Nhưng cả hai tiểu đoàn không mở được cửa qua các bãi dây thép gai nên không hoàn thành kế hoạch. Tiểu đoàn 11, ngay từ khi tiếng súng ở đồi D đang nổ giòn giã, đã đi qua cửa mở của tiểu đoàn 16. Đại đội 243, đơn vị đi đầu, tạt sang trái, nhanh chóng vượt qua quãng đường độc đạo dài và hẹp giữa đồi D và đồi E để luồn sâu vào trong. Phát hiện được, địch tập trung hỏa lực định bẻ gãy mũi thọc sâu lợi hại này, 1/3 đại đội bị thương, nhưng đơn vị kiên quyết thọc sâu đánh vào tiểu đoàn dù ngụy số 5. Địch không chịu đựng nổi sức tiến công mạnh của mũi thọc sâu đã bỏ chạy tán loạn. Tiếp đó, đại đội chia làm hai mũi, một mũi đánh thốc vào tiểu đoàn dù Âu Phi số 1, mũi thứ hai đánh vào trận địa pháo địch. Địch bỏ pháo tháo chạy, các chiến sĩ đại đội 243 đuổi tiểu đoàn dù ngụy số 6 ra tận bờ sông Nậm Rốm. Rút kinh nghiệm của 3 tiểu đoàn thọc sâu, ta tổ chức những đội dũng sĩ binh lực ít hơn, tổ chức gọn nhẹ nên hiệu suất chiến đấu cũng cao hơn. Đêm 1 tháng 4, trung đoàn 36 đại đoàn 308 ở hướng Tây đã linh hoạt dùng cách đánh lấn, chiếm được cứ điểm 106, tiêu diệt tiểu đoàn 1 trung đoàn Lê Dương số 2. Đêm 2 tháng 4, đội dũng sĩ đột nhập sân bay Mường Thanh, tiêu diệt một số địch, bắt sống 10 tù binh. Cùng đêm, vị trí 311 bị uy hiếp. Trung đoàn 88, đại đoàn 308 vừa bao vây tiến công, liên tục gọi hàng, vừa bắn đạn cối có truyền đơn vào 311. Chiều ngày 2 tháng 4, hai đại đội Thái ở 311 ra hàng. Đêm 4 tháng 4, ta tiến công cứ điểm 105 nhưng không thành công. Đợt 2 kết thúc. Trong đợt này, chúng ta đã tiêu diệt 2.300 tên. Ngày 12 tháng 4, pháo cao xạ bắn rơi chiếc máy bay thứ 50. Dãy điểm cao phía đông bị tiêu diệt từng mảng lớn. D1, E1, C1 bị tiêu diệt. D2, 210, địch rút chạy.
Những đòn tiến công có hiệu quả trong đợt 2 đã chứng minh chủ trương xây dựng trận địa tiến công và bao vây của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch là hoàn toàn đúng đắn. Trong đợt này, trận địa pháo và các đài quan sát đã nhích lên phía trước. Hai đại đội lựu pháo 801 và 802 đã rời đỉnh Tà Làng ở phía đông sang phía tây, bố trí trận địa ngay sau cứ điểm Bản Kéo. Đại đội 804 ở km 73 đường 42 đã chuyển lên cụm cứ điểm Him Lam cũ. Đại đội lựu pháo 805 rời Pú Hồng Mèo xuống phía nam, thu ngắn tầm bắn vào Hồng Cúm 2 km. Các đài quan sát pháo đã nhất loạt chuyển lên phía trước. Sơn pháo, pháo cao xạ nằm trong đội hình chiến đấu của bộ binh. Pháo trong biên chế của đại đoàn, trung đoàn đều bắn có hiệu quả vào khu trung tâm. Hỏa lực ta tăng cả về số lượng, đầu pháo và chất lượng, bắn trúng mục tiêu, tiêu thụ đạn ít. Cũng với biên chế trang bị như khi mở đầu chiến dịch, bằng công tác tổ chức, chúng ta đã nâng cao chất lượng chiến đấu và sức mạnh của mình. Tuy vậy, chúng ta chưa hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra cho đợt 2. Bộ Chỉ huy Chiến dịch Chiến trường tiếp tục nhiệm vụ đã đề ra trong đợt 2. Các đại đoàn tiến hành xây dựng trận địa bao vây, tiến công vào sát đơn vị địch hơn, cải tạo địa hình chiếm một vị trí quan trọng nhằm thắt chặt vòng vây hơn, đánh chiếm sân bay, triệt hẳn tiếp tế và tiếp viện của địch. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ, Đại đoàn 312 đã xây dựng hệ thống trận địa ngày càng tiến gần vị trí địch. Các chiến sĩ đại đoàn ngày đêm giữ vững từng tấc đất trên các điểm cao EGC. Những trận địa phòng ngự được củng cố công sự, hào giao thông, hào chiến đấu, ụ súng, vị trí dự bị. Đài quan sát D1 trở thành cứ điểm phòng ngự mạnh của đại đoàn, có trận địa hỏa lực cho sơn pháo và súng cối với công sự kiên cố. Có nơi ta và địch chỉ cách nhau 10 đến 12 mét, có chiến sĩ bắn tỉa một mình dùng 3 loại súng. Anh em bắn tỉa bọn địch đi lấy nước, chủ tâm bắn vào chân, chờ tên đi cứu thương, ta bắn bị thương. Đến đêm, địch ra cõng hai tên kia, ta dùng cối 60 đại liên bắn bọn đi khiêng. Từ kinh nghiệm bắn tỉa của trung đoàn 36, đại đoàn 308 phát triển lên thành chiến thuật đánh lấn. Một trong những trận tiêu biểu của chiến thuật đánh lấn là trận tiến công cứ điểm 206, một cứ điểm ở sát sân bay của trung đoàn 36, đêm 22 tháng 4. Khi vòng vây của quân ta áp sát sân bay, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phán đoán khi ta đánh vào bất cứ điểm nào xung quanh sân bay, thế nào địch cũng phản kích. Bộ Chỉ huy chủ trương dùng hỏa lực thật mạnh đánh bọn phản kích. Đồng chí Vương Thừa Vũ được giao nhiệm vụ chỉ huy chung huấn luyện đánh địch phản kích. Chỉ huy phó là đồng chí Đàm Quang Trung. Cụm hỏa lực gồm có 5 đại đội lựu pháo, tất cả hỏa lực súng cối của hai đại đoàn 308, 312 và trung đoàn bộ binh. Kế hoạch hiệp đồng tác chiến giữa pháo binh và bộ binh được tổ chức thống nhất. Các đại đội pháo tính toán xong phần tử bắn vào các ngã ba, đường cơ động và vị trí tập kết của địch. Chỉ huy phó Đàm Quang Trung và các tiểu đoàn trưởng pháo lên đỉnh đồi Hồng Lách chỉ huy từng mục tiêu trên trận địa. Chập tối ngày 20 tháng 4, đại đội lựu pháo 803 theo kế hoạch đã thống nhất với Hồng Sơn, trung đoàn trưởng trung đoàn 36, bắn 20 phát vào vị trí 206. Trung đoàn trưởng trung đoàn 36 lệnh cho đơn vị hò hét xung phong, nhưng thực ra đó là xung phong giả. Còn anh em vẫn tiếp tục đào hào lấn dần vào hàng rào địch. Đêm 21 cũng diễn ra như đêm 20. Tới đêm 22, đại đội lựu pháo lại bắn đúng 20 viên từ chập tối rồi lại hò hét xung phong. Đến 1 giờ sáng ngày 23, theo kế hoạch, đại đội lựu pháo lại bắn 20 quả. Trong lúc pháo bắn, anh em phá nốt những hàng rào còn lại. Có những hàng rào anh em phá sẵn nhưng vẫn cứ để dây thép gai như cũ để địch khỏi nghi. Bắn đến viên thứ 13, thấy hàng rào đã bị phá hết, trung đoàn trưởng yêu cầu lựu pháo súng cối ngừng bắn để bộ đội xung phong. Pháo ngừng bắn, bộ binh xông lên đánh một lúc 3 lô cốt đầu cầu. Bí mật xung phong không hò hét như khi xung phong giả. Thấy quân ta xuất hiện bất ngờ, quân địch giạt cả vào bên trong. Không để lỡ thời cơ, trung đoàn trưởng ra lệnh tiến công toàn diện.
cả ba mũi đánh thốc vào Tung Thâm. Sau 15 phút, trung đoàn đưa thêm vào hai trung đội. Các mũi nhanh chóng chia cắt tiêu diệt quân địch. Ta bắt sống 117 tên Lê Dương, tiêu diệt gọn cứ điểm 206 trong 45 phút. Đánh xong, được biết điện đài của 206 đã bị hỏng ngay từ đầu trận đánh. Trung đoàn trưởng 36 lệnh cho 4 khẩu đại liên bắn tứ phía giả làm súng địch. Nghe tiếng súng, Đờ Cát Yên Chí, Huy Ghét, tức 206, vẫn còn kháng cự. Quân ta ung dung thu dọn chiến lợi phẩm và xây dựng cứ để đánh quân phản kích vào sáng hôm sau. Những đòn tiến công của quân ta trong đợt 1 và đợt 2 đã đặt bộ chỉ huy Pháp trước một sự thật, dù không muốn cũng buộc phải công nhận. Điện Biên Phủ không còn là pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Đối phương đã giải quyết một cách thông minh chiến thuật tiến công trên địa hình bằng phẳng. Số phận của Điện Biên Phủ đang được định đoạt bởi những người mũ nan chân đất. Tướng Nava và Bộ Chỉ huy Pháp khẳng định chỉ có nhanh chóng mở rộng sự yểm trợ của không quân mới cứu vãn được tình thế. Cao ủy Pháp De Jong đã đến gặp Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đề nghị gửi gấp cho Pháp máy bay B-26, F-84, máy bay vận tải C-47 và đề nghị Mỹ chấp nhận cho Pháp dùng máy bay C-119 ném bom cháy quy mô lớn để cứu vãn Điện Biên Phủ. Ngày 20 tháng 3, Tham mưu trưởng Ely đi Washington đề nghị Mỹ tăng viện và khẩn thiết yêu cầu Mỹ can thiệp bằng không quân. Kế hoạch của Mỹ mang mật danh Chiến dịch Diều Hâu, dự định dùng 60 máy bay hạng nặng B-29 xuất phát từ căn cứ không quân Mỹ Clark ở Philippines, được 150 máy bay chiến đấu của hạm đội 7 hộ tống. Lợi dụng đêm tối ném bom nhiều đợt, mỗi đợt chừng 450 tấn bom nhằm hủy diệt vành đai bao vây. Để tránh rắc rối về mặt quốc tế, máy bay Mỹ sẽ không sơn phù hiệu không lực Hoa Kỳ, phi công là những người đang nghỉ phép và không mang quân hàm quân hiệu. Nhưng kế hoạch Diều Hâu không thực hiện vì cả Anh lẫn Pháp đều không đồng ý. Đối với Pháp, Điện Biên Phủ là không thể cứu vãn được. Họ trông chờ hội nghị hòa bình đang chuẩn bị họp ở Thụy Sĩ. Trước tình hình khẩn cấp, Nava quay sang thực hiện kế hoạch chim ưng. Kế hoạch dự kiến dùng 6 tiểu đoàn bộ binh từ phía Nậm U, Nậm Bạc, Thượng Lào, phối hợp với binh đoàn không vận nhảy dù xuống Mường Nhạ, tiến đánh Tây Trang rồi tràn vào Điện Biên Phủ. Phối hợp với cánh quân bị vây, yểm trợ cho nhau phá vây, rút về Thượng Lào. Nhưng khi cánh quân cứu viện cách Điện Biên Phủ 50 km, viên chỉ huy thấy Điện Biên Phủ ngắc ngoài nên hạ lệnh lui quân. Kế hoạch chim ưng không thành, Nava đặt kế hoạch chim biển, nhưng chim biển cũng bị gãy cánh vì đang thực hiện dở dang thì Đờ Cát bị quân ta bắt sống. Trong lúc chúng tôi bao vây tiến công Điện Biên Phủ, một nhà báo nước ngoài xin phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh về triển vọng cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Bác của chúng ta lật ngược cái mũ trên chiếc bàn tre rồi nói: "Đây là Điện Biên Phủ." Bác đưa tay quanh vành chiếc mũ. "Núi ở đây và chúng tôi cũng ở đây." Bác nắm tay lại, nhấn mạnh vào lòng mũ rồi nói tiếp: "Còn đây là quân Pháp, họ không thoát khỏi chỗ này được. Có lẽ thời gian còn dài, nhưng họ không thể thoát khỏi." Câu chuyện trên tôi nghe được khi lên họp ở Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Tại hội nghị, chúng tôi được phổ biến. Trung tuần tháng 4 năm 1954, Bộ Chính trị họp nhận định hai đợt tiến công của quân ta ở mặt trận Điện Biên Phủ đều thắng lợi, tạo những điều kiện căn bản cho quân ta hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Những thắng lợi đó chứng tỏ sự chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và sự trưởng thành của quân đội. Trung ương rất vui mừng được thấy các cấp ủy, các đảng viên, các cán bộ của chúng ta đã cố gắng và tiến bộ nhiều. Nhưng vì cán bộ ta mắc nhiều khuyết điểm, nguyên nhân chủ yếu là tư tưởng hữu khuynh còn nghiêm trọng. Vì vậy đã gây tổn thất không cần thiết và hạn chế một phần thắng lợi của ta. Chiến dịch Điện Biên Phủ đối với tình hình quân sự và chính trị ở Đông Dương, đối với sự trưởng thành của quân đội ta cũng như đối với công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới có một ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong lúc hội nghị Geneva sắp họp.
Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.